Minh Toàn xin kính chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng trong bán đảo quốc tế Tuần Châu thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và ngày hôm nay Minh Toàn sẽ đi quay vlog, tức là các video về bán đảo quốc tế Tuần Châu này để gửi đến quý bà con cô bác trong cái kênh mà quý bà con cô bác đang xem. Sẽ có những cái video mới của Bi được thông báo đến quý bà con cô bác khi mà quý ơi bà con cô bác nhấn nút đăng ký kênh để cái góc phải dưới góc phải của quý bà con cô bác đang xem. Thì ngày hôm nay Minh Toàn sẽ mời quý bà con cô bác hãy cùng Minh Toàn đi khám phá ở trong khu bán đảo của quốc tế Tuần Châu này. Bây giờ xin mời bà con cô bác hãy cùng Minh Toàn chúng ta đi nhé. Bên thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn đang đứng tại ở đây là cũng khá là trung tâm của bán đảo quốc tế Tuần Châu. Ở đây Minh Toàn ở đây là cái bãi biển này. Đấy, bãi biển ở quý bà con cô bác ạ. Và mùa này cũng không phải mùa du lịch nên khách du lịch ở đây cũng đang ít. Còn như các mùa như vào mùa du lịch thì khách du lịch ở đây rất là nhiều, rất là đông. Và trước mặt quý bà con cô bác là cái bãi cát mà tổ chức các cái trò chơi hoạt động khi mà du khách về với bán đảo Tuần Châu. Đây bên cạnh đấy là có một cái vườn hoa rất là đẹp mà các anh chị đang đổ đất để mà trồng hoa. Ở đây Minh Toàn thấy một ngôi nhà rất là đẹp ở phía này. Minh Toàn sẽ đi vòng đến chỗ Tuần Châu Park để Minh Toàn quay cái video gửi đến các bà con cô bác. Trước mặt chúng ta là cái ngôi nhà để biểu diễn cá heo, sư tử biển, hải cẩu, v.v. Mà vào nhà này thì chúng ta mà vào xem là chúng ta phải mua vé. Và cái quầy vé là cái quầy ở cái nhà đằng trước mặt quý bà con ấy. Nhà nhỏ nhỏ ấy, không phải nhà lớn lớn đâu. Ui chà, ở đây có cái ảnh cái quả người mẫu này cũng khá là sexy nhỉ. Khá là sexy. Đây là cái nhà biểu diễn cá heo và chúng ta phải mua vé ở đây. Anh ơi, cho em hỏi chút là vào trong này thì phải mua vé hay là vào được ạ? À, mua vé ngày nào cũng vào được ạ. Vâng, cảm ơn anh. Vé bao nhiêu tiền đấy nhỉ? Vâng, cảm ơn anh nhé. Mình thưa quý bà con, khi mà chúng ta vào Tuần Châu Park khu vui chơi ở trong này thì chúng ta mua vé và quầy vé ở đây. Đó, chúng ta mua vé vào trong này là chúng ta mua vé luôn, phải mua vé vào. Giá vé là 250.000 một người. Đó. Và đây thì Minh Toàn đang đi quay ở phía ngoài. Minh Toàn sẽ gửi đến quý bà con cô bác trong một số cái thời gian tiếp theo. Khi mà Minh Toàn mua vé, Minh Toàn sẽ vào trong mua vé và quay trong đấy. Đây thì quý bà con cô bác nhìn thấy một ngôi nhà rất là đồ sộ. Ngôi nhà này thì hoành tráng nhất và theo cá nhân Minh Toàn là hoành tráng nhất và đẹp nhất ở cái khu bán đảo quốc tế Tuần Châu này rồi. Vị trí là trung tâm luôn. Đây, quý bà con cô bác thấy các cái xe này là các xe mà đưa khách du lịch về với bán đảo quốc tế Tuần Châu. À, đây có ngôi chùa, trong này có ngôi chùa. Đây, có những ông khách Tây thuê xe đi phượt. Thank you.
ta đi ra cắt cắt bà thì chúng ta vào đây mua vé, hoặc chúng ta ra Vịnh thì chúng ta vào đây mua vé. Thì đây không phải mùa du lịch nhưng quý bà con cô bác có thể nhìn thấy được cái lượng xe mà đưa quý khách về với Tuần Châu cũng không phải là ít. Đây, mình thưa bà con, ở đây cũng là sau khi mà chúng ta mua vé thì chúng ta sẽ đi vòng ra đây. Đấy, vòng ra đây và ở đây có bán các cái đồ lưu niệm. Và chúng ta đi ra âu tàu này để chúng ta lên các con tàu để chúng ta đi tham quan ở Vịnh. Ta mua vé xong là chúng ta lên những con tàu như thế này. Để đây là một số du khách mà chúng ta lên tàu để đi ra Vịnh. Đây, em gái áo đỏ xinh đẹp. Đấy. Ở đây thì khi mà du khách chúng ta lên tàu thì chúng ta có thể ngồi bên dưới, và tàu khi mà đã đi di chuyển ổn định rồi thì chúng ta có thể lên trên boong chỗ những cái cỏ nhân tạo xanh xanh ấy, để chúng ta ngồi trên đấy chúng ta quan sát được biển. Và đây là các cái du khách về với Tuần Châu đi ra thăm Vịnh và cũng như là thăm đảo Cát Bà. Ở đây thì có hàng rào này thì chúng ta không được leo trèo đâu vào đâu quý bà con nhé. Ở đây có các cái chú bảo vệ và đấy là một cái văn hóa văn minh chúng ta cũng được leo trèo qua đây. Minh Toàn về với Tuần Châu, Minh Toàn cũng cảm thấy là nhiều du khách leo trèo ở Tuần Châu, trèo qua rào như thế này. Rồi, một khách Trung Quốc hay là Hàn Quốc gì xin. Cười sướng quá. Không biết là em nói chuyện gì mà cười sướng, hay là về với Tuần Châu mà cười sướng thế nhỉ? Đây cũng là du khách của quốc tế, du khách nước ngoài. Và bên cạnh cái âu tàu này thì các cái căn nhà liền kề được xây lên, nhưng mà Minh Toàn thấy bây giờ là cũng chưa ở hết. Cách đây một thời gian cũng không nhiều, khoảng mấy tháng thôi, gần năm thôi, thì Minh Toàn đang thấy là xây dựng hoàn thiện gần xong rồi, nhưng mà đến bây giờ thì cái lượng ở cũng chưa hết được các cái khu này. Và đây là một số cái du khách mà chúng ta đã đi thăm Vịnh về. Đấy.
Ở trong này thì như quý bà con thấy là đang cắt các cái nhánh dừa. Hôm nay thì đường xá khá là đẹp, được môi trường chăm sóc rất là cẩn thận. Ở đây các cái anh đang cắt dừa đây, cắt nhánh dừa, chăm sóc cho cây dừa. Hai bên đường của chúng ta đang đi là trồng dừa quý bà con ạ. Đây, đây là các cái con tàu mà hôm nay là đầu tuần nên mà du khách đi tàu cũng rất là ít. Trên tàu thì các đoàn đi vừa hát karaoke hoặc là chúng ta nhảy nhót, như ở đấy là có một thấy một chị đang nhảy nhót rồi, vừa hát rồi nhảy ở trong đấy. Ở bên phía xa xa đằng trước của quý bà con cô bác là một cái con phà. Đấy, con phà này là chở các cái xe ô tô hoặc là các cái xe tải hay các cái đồ mà chúng ta đi ra ngoài vịnh hay là đi ra Cát Bà. Đấy. Và cái phà này là phà đi từ Tuần Châu ra Cát Bà. Minh Toàn đang đi ở đây là Minh Toàn đi vòng 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 phía đằng sau, phải là phía đằng sau ấy, thì đúng hơn đằng sau của nhà, nhưng mà đây cũng là một cái dãy biển thì Minh Toàn đi ở đây để quay cái dãy đằng sau này để gửi đến quý bà con cô bác. Đây, như quý bà con cô bác đang nhìn thấy đằng trước là những cái căn nhà đang xây dựng. Này thì nhà cửa chưa xây dựng nên mà cỏ mọc khá là nhiều bà con ạ. Hai bên các cái bãi đất mà trống thì cỏ mọc tùm luôn. À đây, cái lương xe mà đưa du khách về tham quan bán đảo Tuần Châu. Đây cũng là một cái bãi xe nữa, khá là nhiều xe.
lại như quý bà con đang nhìn thấy lượng xe ở đâu ở đây với cái ngày thường như thế này thì mình toàn thấy rất là đông, nhưng mà chẳng thấy khách đâu, hình như khách lên tàu hết rồi. Này là lên dốc để đi ra này. Mình toàn xin phép quay lại. Đây là đường lên Nhà Nghỉ Tuần Châu. Gái đi xe đạp điện ở trong Tuần Châu mà đi nhanh thế, xinh đẹp à, quá xinh đẹp luôn. Đuổi theo cô bé này xong. Thôi. Sinh nhật này đi xe nhanh quá, anh toàn đuổi không kịp luôn. Đây là cái khu cảng Tuần Châu. Lúc này là Minh Toàn đứng ở bên kia, Minh Toàn quay sang bên này, bây giờ Minh Toàn lại đứng ở phía bên này. Ô à, đây Minh Toàn tiếp tục đi đây. Chết, đuổi mãi với kịp cái em gái xinh đẹp đấy không. Ở đây xe Minh Toàn cũng gần hết xăng rồi. Minh Toàn ở đây có cây xăng, ở trong Tuần Châu này có cây xăng. Minh Toàn xin phép vào đổ xăng ở đây luôn. Cảm ơn quý bà con cô bác đã xem video của Minh Toàn. Xin chào quý bà con cô bác và hẹn gặp quý bà con cô bác trong cái video tiếp theo.